Mình đã mất hơn 200 triệu để học được bài học này trong đầu tư. Đếm phiên phân phối là một trong những kỹ năng phân tích kỹ thuật để nhà đầu tư có thể dự báo trước được những cú điều chỉnh của thị trường. Vào giai đoạn đầu năm 2021, VNX đã có một pha điều chỉnh hơn 16%, cổ phiếu nằm sàn lan liệt, bản thân mình cũng đã lỗ một khoản hơn 200 triệu, cắt đúng đáy và thị trường bắt đầu hồi phục lên từ chính cái điểm đó, cực kỳ thốn. Phiên phân phối sẽ xuất hiện sau một nhịp tăng 9% của thị trường, một phiên có khối lượng trên trung bình 20 phiên gần nhất. VNX mất hơn 0,2%, đóng cửa ở giá gần thấp nhất phiên, kể cả có là nến xanh đi chăng nữa. Nếu chỉ là một cây nến phân phối đứng một mình xuất hiện lần đầu tiên thì không có gì là xấu cả. Tuy nhiên, sau 4 hoặc 5 ngày phân phối liên tục trong khoảng thời gian 4 hoặc 5 tuần, rủi ro thị trường giảm mạnh sẽ càng ngày càng tăng. Nếu chỉ có 2-3 phiên phân phối như VNX tuần này thì vẫn được coi là bình thường. Tính đến thời điểm hiện tại, VNX đã phân phối được 3 phiên là vào ngày 20, 22 và 24 tháng 5. Nếu có thêm một phiên phân phối khối lượng lớn đóng cửa gần thấp nhất phiên nữa, sẽ là lúc nhà đầu tư cần phải hạ tỷ trọng cổ phiếu. Còn kịch bản đẹp nhất, các phiên phân phối sẽ bị xóa đi bằng cách trong vòng 1 tháng tiếp theo không có phiên phân phối nào nữa, chỉ số tiếp tục tăng khoảng 5% thể hiện lực mua áp đảo. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn chỉ số chung của thị trường thì chưa nói được lên điều gì cả, mà chúng ta sẽ còn phải quan sát các nhóm ngành lớn có tín hiệu phân phối hay không, ví dụ như là nhóm banh, chứng khoán, thép và bất động sản. Và bản thân mình thì chưa thấy tín hiệu này nên chúng ta vẫn cần phải quan sát thêm, chưa cần lo lắng hoảng sợ đâu nhá. Chúc các bạn ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai nhá.